Thì hôm nay sau một thời gian dài trở về đây gặp lại thì thấy chư tăng đến hành thiền đông, rồi chư tu nữ cũng đông và Phật tử cũng cũng đông. Thầy rất là hoan hỷ. Hôm nay á thì thầy xin phân biệt một cái sự nhầm lẫn mà nhiều hành giả nếu mà không có là nhận thức một cách tinh tế đó thì dễ bị nhầm lẫn. Đó là hai cái từ là niệm hơi thở và niệm sự thở. Mình thường là dùng một cái từ quen rồi, trong sách cũng thường hay dùng cái từ đó, đó là nói là niệm hơi thở. Sự thực ra là hơi thở với sự thở là hai chuyện khác nhau. Và cái có mình tưởng rằng là mình có thể dùng hơi thở để mà hành thiền quán, tức là thiền thiền tuệ hay là thiền vipassana. Nhưng mà mình có thể là bởi vì mình dùng cái từ sai, không thể dùng hơi thở để làm cái đề mục thiền quán được. Chỉ có thể là dùng cái đề mục sự thở, hay là diễn biến của cái sự thở vô thở ra thì đúng. Nhưng mà nói hơi thở thì lại không đúng. Mà hai cái điều này nó khác nhau rất xa. Mà mình không để ý đó thì mình có thể là mình hành đúng, một là hành đúng mà dùng từ sai. Hai là do dùng từ sai mà hành sai. Từ nó cái chỗ mà mình hiểu lầm là dùng hơi thở. Cho nên đó, là mình mới khi mình vô ngồi thiền đó thì mình mới tìm kiếm hơi thở. Rồi khi mình tìm kiếm được hơi thở rồi đó thì mình mới theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở rồi rồi mới là ghi nhận cái hơi thở. Đại khái là như vậy. Và mình tập trung cái tâm ý mình vào cái hơi thở. Nhưng mà thực ra đó thì cái việc mà tập trung cái tâm ý vào cái hơi thở đó thì nó là thuộc về thiền định. Nhưng mà khi thiền định á thì cái hơi thở đó là nó một cái từ, nó thuộc về pháp chế định. Cái hơi thở nó không phải là pháp thực tánh mà là pháp chế định. Cho nên đó là mình chỉ có thể có cái tượng về hơi thở cho mình, không có thấy hơi thở. Mình chỉ có thể có tượng về hơi thở. Vì vậy cho nên ấy, khi mà mình tìm kiếm rồi theo dõi rồi ghi nhận cái hơi thở đó thì lúc đó khi cái tâm mà nó ổn định ấy, thì nó sẽ biến cái hơi thở đó qua cái tượng mà nó trở thành ra là một cái tướng. Ví dụ như là cái tờ tướng hay là cái quang tướng. Rồi từ cái chỗ mà cái quang tướng đó mình mới là tập trung cái tâm ý vào đó để mà đạt được những cái trạng thái của thiền định. Cho nên đó, cái thiền hơi thở thì chỉ có thiền định thôi chứ không có thiền tuệ. Nhưng mà thiền tuệ đó, ví dụ như trong kinh Tứ Niệm Xứ đó thì Đức Phật Ngài cũng có nói đến cái đề mục, cái đối tượng là thở. Nhưng mà ở đây ấy, là nhớ là Đức Phật Ngài nói cái sự thở vô thở ra chứ không phải là hơi thở. Cái thở đó, cái thở là một động từ, còn hơi thở đó là một danh từ.
mà vì nó là một cái đồng từ cho nên đây là một hoạt động chứ không phải là một vật mà là một hoạt động. Cho nên khi mà mình quán đó, tức là mình thiền vipassana đó, vì cái thiền vipassana đó thì đối tượng phải là đối tượng thực tánh chứ không phải là đối tượng chế định. Vì vậy cho nên không thể dùng hơi thở để mà hành thiền vipassana được, mà là phải dùng cái sự thở, hay là cái sự thở vô thở ra, hay là cái động tác thở vô thở ra, thì cái đó đó mới là có thể là cái đối tượng của thiền tuệ được. Vì vì mình nhầm lẫn từ đến cái chỗ hai cái từ là sự thở với là cái hơi thở, cho nên mình nhầm lẫn luôn cả cái cách hành. Khi mà mình mới vào thì mình là phải tìm kiếm cái hơi thở, mà khi mình tìm kiếm theo dõi như vậy đó thì đó là tầm tứ, đó là tầm tứ trong thiền định chứ không phải là thiền tuệ. Trong thiền tuệ là không có tầm tứ, trong thiền tuệ chỉ có chánh niệm tỉnh giác chứ không có tầm tứ. Khi mình khởi đầu của cái tìm kiếm và theo dõi hơi thở đó, thì lúc đó mình khởi đầu bằng tầm tứ. Và vì khởi đầu bằng tầm tứ cho nên nếu mà cái tâm mà yên á, thì nó sẽ đi đến là hỷ lạc nhất tâm. Và nếu mà mình đạt được đỉnh cao nữa thì nó có thêm yếu tố xả, tức là mình ngồi hoàn toàn yên lặng. Nhưng mà là lúc đó, đó là mình dùng cái đối tượng hơi thở, nhưng mà cái đối tượng hơi thở không phải là cái hơi thở chế định, mà lúc bấy giờ đó cái hơi thở lúc đó nó trở thành ra là đã biến thành cái tướng của tưởng, cái gọi là cái nimitta. Cái nimitta này đó nó phải qua cái tưởng rồi nó mới biến cái tướng, mà biến cái pháp chế định là hơi thở đó đó nó trở thành ra là một cái tướng như là tờ tướng hay là quang tướng trong cái thiền định. Vì vậy cho nên là nhiều người mặc dù là nói hành vipassana nhưng mà bởi vì lấy nhầm cái đối tượng là hơi thở và sử dụng những cái tâm là tầm tứ, cho nên nó đưa đến những cái trạng thái của thiền định chứ không phải là cái tuệ để thấy ra danh sắc, mà lúc đó đó chỉ thấy các cái trạng thái của thiền định. Cho nên nhiều khi đó có nhiều người họ nói là họ hành vipassana thiền hơi thở, nhưng khi họ trình pháp á thì toàn là trình những cái trạng thái về thiền định chứ không phải là những cái thấy của thiền tuệ. Muốn hành thiền tuệ thì không phải là lấy đối tượng hơi thở, mà là lấy đối tượng là sự thở vô thở ra. Quý vị nhớ dùng cái đó. Cái sự thở vô thở ra là nó khác, mà hơi thở là nó khác. Cái sự thở vô thở ra đó, đó là mình có thể cảm nhận nó trên toàn thân. Cho nên mới nói rằng là cảm nhận toàn thân khi thở vô, cảm nhận toàn thân khi thở ra. Cái việc cảm nhận toàn thân á, nó khác với cái mà mình chú tâm vào một cái điểm nào đó để mà mình nắm bắt hơi thở. Ví dụ như mình để ý vào mũi để nắm bắt hơi thở và ra vào ở nơi mũi, hoặc là mình để ý vào bụng để mà nắm bắt cái hơi thở ở nơi phòng xẹp chẳng hạn, thì nó có những cái điểm mà nó hơi gần gần với là thiền tuệ. Nhưng mà tại vì khi mình sử dụng đó thì mình lại sử dụng cái tầm tứ, mà nếu mà tầm tứ mà đi đúng đó, thì nó sẽ đưa đến hỷ lạc nhất tâm và nó sẽ
đạt được những cái trạng thái thiền định, chứ không phải là thiền tuệ. Cái mục đích của thiền tuệ đó là thấy ra được thực tánh pháp, thấy ra được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã của pháp. À, chứ không phải là đạt được những cái trạng thái như thế là mình thấy an lạc, tức là hỷ lạc, hay là mình thấy được cái tâm an lạc hay là cái tâm ổn định, mà là cái trong thiền tuệ đó thì cái thấy là chính. Và cái sự khác biệt mà khi mình dùng trong thiền tuệ đó thì mình lại có nhầm lẫn một số từ. Mà cái điều này đó là mới nghe thì quý vị sẽ thấy hơi ngạc nhiên, nhưng mà phải chiêm nghiệm cho thật kỹ, chứ còn không á thì có khi mới nghe là có vẻ rất là mới lạ. Đó là trong thiền định á thì mới có tích cực miên mật, có tìm kiếm đối tượng, có theo dõi đối tượng và có ghi nhận đối tượng. Còn trong thiền tuệ đó thì không có những cái đó. À, cái điều này có vẻ hơi mới lạ, nhưng mà nếu người nào mà hành thiền sâu đó, thực sự có hành thiền sâu, có kinh nghiệm về thiền định, có kinh nghiệm về thiền tuệ đó, thì sẽ thấy cái điều này một cách rất là rõ ràng. Bởi vì hai cái điều này nó khác nhau rất là xa. Thầy nhắc lại là trong thiền định á, thì mới có tích cực, có miên mật, có tìm kiếm đối tượng, có theo dõi đối tượng và có ghi nhận đối tượng. Còn ở trong thiền tuệ đó thì không có những cái đó. Tại vì sao vậy? Tại vì trong thiền tuệ đó tại sao không có tích cực miên mật? Tại vì khi mình tích cực miên mật á, là trong đó nếu mà mình để ý cho kỹ đó, thì mình thấy rằng là cái tâm của mình á, là muốn làm thế nào để cho cái niềm niềm của mình nó liên tục. À, tức là nếu mà nhìn cho thật kỹ đó, thì trong đó có cái ý là kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian ra, tức là mình muốn là cứ mỗi niềm là kế tục nhau, cho nên mình gọi là miên mật. Mà khi mình có cái ý là nối các cái niềm lại cho nó liên tục á, thì lúc đó là nó rơi vào cái thời gian. Đó. Trong khi đó thiền tuệ đó là chỉ thấy pháp tại đây và bây giờ như nó đang là thôi. Nó chỉ duy nhất là tại đây và bây giờ, chứ không có nối tiếp thời gian. Nếu mình nối tiếp thời gian thì mình sẽ không thể nào mà mình trọn vẹn với cái tại đây và với cái thực tại tại đây và bây giờ được. À, trong cái ý đó, cái này rất là vi tế, người nào hành thật sâu mới thấy điều này. Tức là trong khi mình cố duy trì cái niềm niềm của mình để cho nó liên tục á, thì lúc đó mình đã đánh mất cái sự trọn vẹn một cách hoàn toàn với cái pháp tại đây và bây giờ như nó đang là. À, mà chỉ khi nào đó mình trọn vẹn với cái pháp tại đây và bây giờ như nó đang là đó, thì lúc đó mình mới thấy được thực tánh. Bởi vì á, cái pháp á, thì cái đối tượng đó thì nó luôn luôn là biến đổi. Nó biến đổi trong từng sát na. Mà cái tâm mà thấy được cái pháp đó thì phải là cái tâm không sinh diệt. Cái tâm đó thì phải là cái tâm không sinh diệt. Cái tâm mà Đức Phật Ngài nói là khi xúc chạm việc đời mà tâm không đồng, không sâu, tự tại và vô nhiễm. Tức là cái tâm đó nó phải là hoàn toàn rộng lặng, trong sáng. Và chỉ thấy các pháp đến đi tại đây và bây giờ thôi. Chứ còn không cố là nắm giữ nó. Bởi vì nếu mà mình trong đó có một cái điều rất quan trọng, đó là không cố nắm giữ tướng chung, không cố nắm giữ tướng riêng. Nếu như mà mình cố nắm giữ cái đối tượng để cho niềm niềm liên tục á, thì cái đó nó là thiền định thì được. Nhưng mà trong thiền tuệ đó thì chỉ cần là tâm trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái pháp đang là thôi. Tức là bây giờ mình không biết thở như thế nào, nhưng mà bây giờ đang thở ra thì thấy đang thở ra, đang thở vô thì thấy đang thở vô.
Tức là chị thấy cái trạng thái của thân lúc đang thở, cảm nhận cái trạng thái của thân lúc đang thở vô, lúc đang thở ra thôi. À, thì lúc đó đó mình sẽ là không cần tích cực miên mật, mà nó vẫn là cái tâm vẫn không động đối với cái pháp đến đi. Đến đi ở đây tức là thở vô và thở ra. À, pháp thở vô và thở ra thì nó là đến đi. Nhưng mà cái tâm á, cái tâm cái thấy đó thì nó không động, nó vẫn ở tại đây và bây giờ. À, thì lúc đó đó mới thấy được cái đối tượng á, là như nó diễn ra, à, như nó đang là. Thì lúc đó mình mới thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã của cái pháp đó. Thì trong thiền tuệ đó là chỉ thấy cái đối tượng đến đi, không nắm giữ lại, cũng không là từ chối, cũng không loại bỏ nó đi, cũng không nắm giữ nó lại, mà chỉ thấy nó như nó đang xảy ra, như nó đang diễn biến. À, nhưng mà cái diễn biến thì đối tượng là diễn biến, nhưng mà cái tâm thấy đó thì không sinh diệt. Cái tâm thấy là chỉ có thấy thôi. Cho nên cái khi nói là khi xúc chạm việc đời, tức là khi xúc chạm với những cái vô thường, cái khổ vô ngã của các pháp sinh diệt, thì cái tâm vẫn là bất động. Cái tâm thấy đó, cái tâm thấy đó vẫn bất động. Cái bất động của cái tâm thấy đó nó là một cái định. À, cho nên ở đây đó, trong cái mình nói là thiền tuệ, nhưng mà thực tế đó là trong thiền tuệ đó là giới định và tuệ là kết hợp một cách hoàn toàn chặt chẽ. Tức là trong tuệ đó có cả giới, có cả định, chứ không phải là chỉ có là tuệ không thôi. Thầy lấy cái ví dụ như thế này. Bây giờ mình cầm một cái tấm gương để mình soi mặt. Mình lấy cái tấm gương đó, mình soi mặt. Thì cái tay mà cầm cái tấm gương đó, thì đó là giới. À, rồi giữ cái tấm gương cho nó không có lay động đó, đó là định. Và lúc đó cái mặt mình nó mới hiện ra trong gương một cách rõ ràng được. Còn nếu mình cầm cái tay của mình không vững á, thì tức là giới không vững. À, vì tay mình không vững cho nên cái tấm gương đó nó không có đứng yên, tức là định không vững. Mà định không vững cho nên cái gương mà nó rung á, thì không thể nào mình thấy mặt mình một cách rõ ràng được, cho nên tuệ cũng không có. Vì vậy cho nên trong cái thiền Vipassana đó, mình gọi là thiền tuệ, cho thực ra là nói là thiền Vipassana cho cũng phải là nói thiền tuệ. Mình dùng cái từ thiền tuệ có khi cũng không đúng, bởi vì trong đó đó là nó có cả giới định tuệ, chứ không phải là chỉ tuệ không. Nhưng mà cái định này đó thì tại sao mà gọi là sát na định? Sát na định là bởi vì á, cái định này nó tròn vẹn với từng sát na, chứ nó không có phải là cố gắng như bên thiền định á, là cố gắng giữ cái sát na đó cho nó liên tục. À, hai cái nó khác nhau. Một bên á, là cố gắng tập trung tâm để cho giữ cái sát na định đó nó liên tục. Còn bên này đó thì cái không cần cái liên tục mà chỉ cần tròn vẹn. Cho nên cái chữ chánh niệm đó mình có thể dịch ra là tròn vẹn với thực tài đang là, tròn vẹn với thân đang là, tròn vẹn với thọ đang là, tròn vẹn với tâm đang là, tròn vẹn với sự tương giao giữa pháp đang là. À, thì cái sự tròn vẹn đó, mà sự tròn vẹn đó đó thì đó, khi tròn vẹn đó thì nó không có cái ý niệm về thời gian. Cho nên đó, Đức Phật Ngài mới nói là Akaliko. À, pháp đó đó là Akaliko, tức là không có thời gian, vượt khỏi thời gian. Còn khi mà mình nói là niềm niềm liên tục đó, tức là mình đang nối dài thời gian, là hai cái chuyện nó khác nhau. Trong thiền định đó, thì mình cố tập trung để cho cái tâm nó giữ mãi trên cái một đối tượng nhất định, mà cái đối tượng đó, đó thì lại là không phải thực tánh, vì thực tánh thì nó luôn luôn biến đổi. À, mà trong thiền định đó, thì lại là cái đối tượng đó là chế định, mà chế định đó thì nó không biến đổi. Cho nên khi mà một cái tướng
của cái tượng mà mình trong thiền định đó, mà mình thí dụ như mà cái tướng của đất, cái tướng của nước, của lửa, của gió, hay là tướng của hơi thở, thì khi mình mà đưa cái tướng đó qua cái tượng mạnh, làm cho cái tướng đó nó dừng lại, giữ nó lại. Nhưng mà giữ nó lại đó thì chỉ giữ trên tượng thôi, còn bên kia đó thì trong cái tỉnh giác đó, thì là thấy rõ cái sự diễn biến của pháp. Nhưng mà nó có hai cái ngược nhau như vậy. Bên thiền định đó, thì đối tượng không biến đổi mà tâm lại biến đổi. Còn trong thiền tuệ đó thì đối tượng biến đổi nhưng tâm không biến đổi. Hai bên là khác nhau rất là xa. Nhưng mà ở đây đó thì cái thiền của Đức Phật á, đôi lúc Đức Phật ngài cũng có khuyến khích thiền định, nhưng mà đó là trường hợp những cái người mà vì tâm họ quá là bất an, cho nên tạm thời cho sử dụng thiền định để cho tâm nó yên ổn. Còn cái người mà thực sự hiểu rõ Phật pháp á, thì cái người đó sử dụng cả giới định tuệ cùng một lần trong thiền Vipassana. Thì theo thầy đó là nói là thiền Vipassana dịch là thiền minh sát và gì đó, thì hay hơn là mình nói là thiền tuệ hay là thiền quán. Bởi vì thiền quán thì đâm ra người ta lại hiểu lầm, rồi người ta tưởng đâu là mình ngồi mình quán tưởng là sai. Phần nhiều một số những cái người mà ít thông hiểu cái kinh điển nguyên thủy đó thì dùng cái chữ quán mà hiểu theo nghĩa của người Hoa đó, thì quán tức là quán tưởng, quán tức là suy xét. Nhưng mà ở đây không phải quán mà là soi sáng ra. Cái chữ mà Vipassana đó tức là thấy rõ ra, hay là soi sáng ra. Soi sáng là bởi vì mình đó, là mình cứ nhìn một cái đối tượng đó thì mình lại luôn là chồng lên đó một cái khái niệm. Thí dụ mình thấy cái thân á, thì mình cho là cái thân ta, hay là cái thân đẹp, hay là cái thân xấu, thì luôn luôn là mình chồng lên đó một cái khái niệm. Hay là thân là thường, hay là thân là gì đó, thì mình cứ chồng nó lên đó một cái khái niệm. Thì trong thiền tuệ đó, mục đích của thiền tuệ đó là thấy ra được cái thực tánh của cái thân, thấy ra thực tánh của cái thọ, của cái tâm, của pháp. Mà cái tâm á, cái tâm của cái thiền tuệ đó, nó lại là cái tâm nó phải trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái pháp đang đến đi. Mà đặc biệt ở đây chúng ta đang nói về thở, thì là tròn vẹn tỉnh thức, hay là tròn vẹn soi sáng cái pháp đến đi qua cái thở vô thở ra. Thì pháp thở vô thở ra nó là vô thường, nhưng mà mình cái tâm nó có đủ cái giới định tuệ, tức là có đủ cái sự trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là đó, với cái giây phút hiện tại đang là đó, cho nên nó thấy rõ cái vô thường đang diễn ra. Thành ra mình á, là thường trong hành thiền á, thì mình chỉ cần là làm thế nào mà mình để cái tâm của mình đúng, sử dụng cái tâm của mình đúng trên đối tượng. Mình hiểu thế nào là thiền định, thế nào là thiền tuệ. Thiền định á, thì phải dùng cái tâm gì, mà thiền tuệ đó thì phải dùng cái tâm gì. Thì ở đây đó nó có hai cái mà rõ nét, đó là thiền định á, thì sử dụng đến cái tâm tứ, và sau đó nó sẽ phát sinh ra hỷ là nhất tâm. Còn trong thiền tuệ đó, trở về tròn vẹn tỉnh thức với pháp tại đây và bây giờ như nó đang là, cho nên á, là
thấy được cái thực tánh vô thường của cái pháp. Nhưng mà đầu tiên là thấy ra được cái danh sắc. Thấy danh sắc á, đơn giản chứ không phải là như mình tưởng tượng là thấy danh sắc là phải tách bạch ra đâu là danh đâu là sắc, cũng không phải nhất thiết như vậy đâu. Mình thấy danh sắc là thế này, ví dụ như khi mình đi thì chỉ còn lại cái thấy tròn vẹn trên đối tượng đi, cái thấy đó tròn vẹn trên đối tượng đi, thấy tức là cái thấy biết đó. Thấy biết đây đó, thấy biết một cách tròn vẹn, cho nên gọi là chánh niệm tỉnh giác. Cái chánh niệm tỉnh giác ở trên cái đối tượng đi đó, và chỉ thấy đối tượng đi đó như nó đang là, và tròn vẹn với nó tại đây bây giờ như nó đang là. Thì khi mà mình tròn vẹn tại đây với nó đang là đó, thì cái khái niệm cái ta đó nó sẽ biến mất. Tức là lúc đó không còn cái ta đi, không còn cái khái niệm ta đi, hay là ta đi thế này cho đẹp, ta đi thế này cho oai, ta đi thế này là thế này thế kia gì đó. Tức là không còn cái khái niệm nữa, mà chỉ tròn vẹn đi là đi thôi, chứ không còn trong cái trạng thái hay là trong cái hoạt động đi đó, không còn cái ta đi nữa. Khi mà mình trở về tròn vẹn kiến thức với cái đang là đó, thì lúc đó nó sẽ đánh mất, nó sẽ không còn cái khái niệm của cái ta đó nó khởi lên nữa. Khi mà cái khái niệm cái ta không còn khởi lên nữa, mà chỉ có cái thấy cái thân đang diễn biến, trong diễn biến trong đi, hay là diễn biến trong thở, hay là diễn biến trong nhiều cái oai nghi khác, hay là nhiều cái trạng thái diễn biến khác. Thì khi cái tâm mà trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái pháp đang là đó, thì không có cái khái niệm bạc ngã ở trong đó. Tức là mất cái khái niệm mà ta đi hay là ta đi như thế này đẹp, ta đi như thế này hay, thì mất hết những cái khái niệm đó, và chỉ còn lại cái đi và cái tâm thấy đi. Cho nên gọi là danh sắc. Thấy danh sắc là như vậy. Thấy danh sắc là không còn cái ta đi hay là cái ta biết đi, mà là chỉ còn cái thấy biết với là cái đi một cách hoàn toàn là vô ngã. Tức là từ cái hoạt động của cái thấy, nó thấy cái đi thôi. Nhưng mà thường thường á, ví dụ như trong khi mình mới tập á, thì trong khi mình đi á, mình vẫn còn cái khái niệm ta đi trong đó, rồi còn mình cứ lăng xăng, mình cứ nghĩ hoài, không biết ta đi như thế này đúng chưa, không biết ta đi như thế này có trang nghiêm không. Thì tất cả những cái đó là cái tâm lăng xăng, nó vẫn cứ cái tâm bát ngã đó, lăng xăng nó cứ xen vào, cho đến một cái lúc mà cái chánh niệm tỉnh giác á, tức là cái sự tròn vẹn tỉnh thức trên cái đối tượng đó một cách hoàn toàn, thì nó sẽ không còn cái ta đi hay là cái ta đang biết cái hành động đi, mà là chỉ có cái tâm và cái thấy, cái tâm thấy và cái đi nó hoàn toàn tròn vẹn, nó hoạt động một cách độc lập vô ngã, chứ không phải là nó hoạt động theo cái điều khiển của cái bản ngã. Cho nên có nhiều người họ nói rằng là sao con mỗi lần mà con vô ngồi thở đó thì nó cứ mệt, là bởi vì hệ ngồi thở vô một cái là tự nhiên không cố ý điều khiển hơi thở, mà nó vẫn cứ điều khiển hơi thở. Thì cái đó là bởi vì lúc đó đang dùng cái tầm, cái tứ, là đang dùng cái điều khiển của cái ta điều khiển ở trong đó. Vì có cái ta điều khiển ở trong đó, cho nên mới là sinh ra là mệt,
hoặc là căng thẳng. Còn nếu như mình thực sự mà một cái tâm buông thư giãn, buông xả, và cái tâm nó trở về với sự rộng lặng trong sáng tự nhiên của nó, rồi thấy pháp, tức là ví dụ như thấy pháp là thấy thân đang đi hay thấy thân đang thở một cách tự nhiên như đó đang là, thì lúc đó là bắt đầu là mình đi vào thiền tuệ. Ở trong thiền định á, thì mình cố gắng điều khiển cái tâm, cố gắng điều khiển cái đối tượng. Nhưng mà trong thiền tuệ đó thì không có sự cố gắng đó. Chữ tinh tấn á, không có nghĩa là cố gắng miên mật, mà chữ tinh tấn á, chỉ có nghĩa là trở về với cái thực tại. Còn chánh niệm á, là tròn vẹn với thực tại, và tích giác á, là tỉnh thức với thực tại, tức là không mê mờ trong cái thực tại đó. Thì đó là một cái sự khác biệt rất là lớn ở giữa cái thiền định và thiền tuệ. Thực ra khi mình ngồi lại, tâm thư giãn buông xả để cho cái nó rộng lặng trong sáng, thì từ cái tâm rộng lặng trong sáng đó, nó sẽ thấy rõ thân diễn ra như thế nào, hay là thọ diễn ra như thế nào, tâm diễn ra như thế nào, pháp tương giao giữa căn trần nó xảy ra như thế nào. Có thể xảy ra là một cái ngũ uẩn, có thể xảy ra theo thập nhị nhân duyên, có thể xảy ra những cái kiết sự trói buộc, có thể xảy ra nhiều thứ. Nhưng mà trong sự tương giao đó, thì cái thấy vẫn phát hiện ra hết. Thì cái mà sự trở về tròn vẹn để phát hiện ra được cái thực tại như nó đang là đó, thì đó mới là thiền tuệ. Cho nên là thầy nhắc lại là nếu như mình hành thiền tuệ thì đừng nên dùng cái từ là hơi thở, đừng dùng cái từ là theo dõi hơi thở, bởi vì theo dõi hơi thở là nó qua thiền định rồi. Theo dõi tức là nó thuộc về tâm tứ, tìm kiếm theo dõi là thuộc về tâm tứ. Còn ở bên thiền tuệ đó là không có tìm kiếm theo dõi gì cả, chỉ thấy ngay tại đây và bây giờ thôi, chứ không theo dõi nó. Vì theo dõi nó đó tức là theo dõi cái tiến trình thời gian. Rồi mình cố gắng miên mật cũng vậy, tức là mình cũng giữ cái tâm theo cái tiến trình thời gian. Còn ở đây đó là mình chỉ hoàn toàn tròn vẹn thôi. Cái từ tròn vẹn là cái từ chính xác nhất để mình dịch cái chánh niệm. Chánh niệm không phải là mình niệm cái gì cả, mà chánh niệm tức là cái tâm tròn vẹn với cái thực tại đang là, tức là đang thở như thế nào thì cái tâm cũng tròn vẹn thấy được cái thở đó. Vậy thôi, mà chỉ thấy nó như nó tại đây và bây giờ, chứ không phải là kéo dài cái sự thấy biết đó làm gì. Thì đây là một cái chỗ rất là vi tế. Cho nên á, là quý hành giả phải thận trọng chú tâm quan sát để mà thấy ra được cái tâm của mình lúc đó như thế nào, cái đối tượng lúc đó là đối tượng gì, đối tượng là thực tánh pháp hay đối tượng là cái chế định pháp. Thì cái người hành giả đó thì phải thấy rõ ràng, chứ không phải trong hành thiền định đó thì mình có cố gắng tập trung tâm để đạt được một trạng thái thiền định, mà thường thường cái trạng thái thiền định này đó thì là do nhờ cái nimitta, mà nimitta thì là do tự phát sinh. Còn bên thiền tuệ đó thì chỉ cần tròn vẹn tỉnh thức tại đây và bây giờ mà thôi. Đó là sự khác biệt giữa thiền định và thiền tuệ qua cái đề mục là hơi thở hay là đề mục là sự thở. Thì hôm nay thầy chỉ phân biệt cái điều này để cho quý hành giả trong khi hành á có thể thấy rõ mình đang hành là thiền định hay là thiền tuệ, mình đang sử dụng cái tâm là tâm tứ hay là cái tâm chánh niệm tỉnh giác. Cái điều này nó còn rất nhiều cái vi tế nữa.
Nhưng mà rồi có dịp khác thì chúng ta sẽ giới thiệu sau. Còn hôm nay thì bài giảng là chị giảng tới ngang đây, và để cho quý vị mấy phút để đặt câu hỏi. Cái này đó thì nó có hai cái có hai cách, tức là nếu thiền định là chánh định á thì nó có giúp cho thiền tuệ, tức giúp cho cái thấy đó, cái thấy biết đó. Còn nếu như cái thiền định, bởi vì thiền định nó có chia làm hai loại. Một cái định gọi là định hữu vi hữu ngã, tức là cái định mà do cái bản ngã cố gắng rèn luyện để đạt được, thì cái định đó gọi là định hữu vi hữu ngã. Định hữu vi hữu ngã thì chưa phải là chánh định. Chánh định đó là cái định vô vi vô ngã. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này là dễ hiểu. Thí dụ như là cái tâm của mình á, nó do thư giãn buông xả cho nên á, là tâm nó không động, tâm nó rất là yên. Mà cái yên này đó, do mình khi mình thư giãn buông xả đó, thì cái tâm nó sẽ tự động lắng xuống, rồi nó sẽ đi vào các cái tầng định một cách tự nhiên. Mình cũng không cần phải nói rằng là mình cũng cố gắng là phải hành cách này hay là hành cách kia, hay là mình phải tập trung cái này tập trung cái nọ hay đạt được cái này cái kia gì cả, mà là tự nhiên do mình hoàn toàn thư giãn buông xả cho nên cái tâm nó tự động nó lắng dịu xuống. Thì thầy lấy ví dụ như thế này, như là cái chai nước này, cái định hữu vi hữu ngã đó thì nó giống như là mình cố gắng mà hết sức để mình cầm sao để cho nó đừng có lay động. Thì cái định đó gọi là định hữu vi hữu ngã, tức là nó cũng có thể làm cho nó yên lại, nhưng mà yên lại mà trong đó là có cái sự nỗ lực của cái bản ngã trong đó. Còn bây giờ nếu mình để yên nó đó thì nó sẽ tự định lại một lát thôi, nó sẽ yên lại. Thì cái yên này đó là không phải do cái nỗ lực cố gắng của bản ngã, mà là do cái tâm nó không bị cái gì ràng buộc cả, nó không bị gì chi phối cả, cho nên từ nó lắng yên. Thì tâm của cái người đó mà thường tập cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái định càng ngày nó cũng là phát triển lên. Nhưng mà cái phát triển này đó thì cái định là định tự nhiên, chứ không phải là định là do cái nỗ lực của cái bản ngã cố gắng đạt được. Nếu như định mà đạt được do cái nỗ lực của bản ngã đó thì nó sẽ trở ngại cho thiền tuệ. Thì quý vị đọc cho kỹ, cho thật kỹ 10 cái phiền não của thiền tuệ, thì trong đó hầu hết là những trạng thái thiền định. Hầu hết 10 cái trở ngại của thiền tuệ đó là những cái mà trong thiền định lại cho là đạt được. Đó. Ví dụ như là trong thiền định đó, mình đạt được hỷ lạc chẳng hạn, nhưng mà trong thiền tuệ đó hỷ lạc là trở ngại. Vì sao hỷ lạc trở ngại? Bởi vì ví dụ như khi mình ngồi mà hỷ lạc nó khởi lên đó, thì tự nhiên cái mình là bị dính vào trong cái hỷ lạc đó, đâm ra mình không còn cái thấy đó, nó không còn, tức là nó bị kẹt lại, nó bị dừng lại, cho nên đó, cái thấy đó nó không còn mà rõ ràng nữa. Bây giờ ví dụ như thế này, nếu như cái tâm mình mà bình thản thì mình thấy một cái người đi qua thì mình chỉ thấy là một người đi qua thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình thấy là cái người đó, mình thấy cái người đó mình thích, thì tự nhiên mình bị dừng lại một cái. Khi mình cái tâm mình dừng lại một cái đó thì mình không còn thấy trung thực nữa. Cho nên đó, những cái trạng thái của thiền định đó,
Mà nếu là cái thiền định đó là do cái cố gắng của bạn ngã mà tạo ra đó, thì nó sẽ trở ngại không phải nhỏ cho thiền tuệ. Mà cái này đó, những cái người mà họ bắt đầu mà trước đây họ hành thiền định, sau này họ qua thiền tuệ đó, thì trong vi tế đó họ mới thấy cái sự trở ngại đó. Mà lúc đầu thì ai cũng thích thiền định, nhưng mà cái thiền định mà mình nó đi cùng với, như hồi nãy thầy nói đó, tức là thiền định mà đi với định tuệ cùng nhau đó. Ví dụ như giờ mình làm việc gì, mình thần trọng chú tâm quan sát, thì thần trọng tức là giới, chú tâm tức là định, và quan sát tức là tuệ, tức là mình phát huy cái giới định tuệ đó, nó kết hợp với nhau trong tất cả mọi hoạt động của mình. Hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì có thể xem tinh tấn tức là trở về với thực tại, tức là nó cũng thuộc về giới. Rồi cái chánh niệm đó tức là tròn vẹn với cái thực tại, tức là định. Và cái quan sát đó, cái tỉnh thức đó, thì nó là cái mà rõ ràng cái thực tại, cho nên không bị cái vô minh ái dục nó xen vào trong đó. Thì cái giới định tuệ đó là mình phát triển cái giới định tuệ theo cái hướng thiền vipassana đó. Có nhiều người nói như thế này là rất sai, nói rằng là khi mình hành thiền vipassana thôi đó thì mình không có thiền định. Nói như vậy là rất sai, bởi vì khi mình thiền vipassana thì giới định tuệ nó sẽ phát triển đồng đều nhau. Còn nếu mình hành thiền định không á, mà hành theo kiểu mà hữu vi hữu ngã đó, thì mình sẽ bị kẹt vào trong thiền định đó, cho nên nó sẽ trở thành 10 cái điều mà mình đạt được trong thiền định lại là trở thành 10 cái trở ngại của thiền tuệ. Phải là giới định tuệ là đi cùng lúc khi mà mình tu thiền vipassana, thì đâu có nghĩa là mình phải tu thiền định xong rồi mới chuyển qua thiền vipassana đâu, đúng không? Không. Mình cứ tu vipassana cách tự nhiên rồi giới định tuệ là phát triển tất cả. Đúng rồi. Nhưng mà có cái thế này là khi mình hành thiền tuệ đó, mà giả sử như có cái người đó là cái tâm nó hơi bị vọng động, tức là bình thường, nếu mà tâm mình bình thường là mình có thể hành thiền tuệ dễ dàng. Nhưng mà giả sử như có một cái lúc đó, cái người đó có người mẹ, cái người đó là cái người con đó, có một người mẹ nghe điện báo là bây giờ mẹ bị tai nạn, thì trong lúc đang hành vậy đó mà cái tâm nó không thể nào yên được. Thì đúng ra cái người mà hành thiền tuệ một cách là vi tế rồi đó, thì cái tâm lúc đó nó bất an thì thấy bất an thôi, chứ không sao cả. Lúc đó tâm bất an thì thấy bất an, vẫn là đúng. Nhưng mà bởi vì cái người đó chưa đủ trình độ, cho nên khi đó là cái tâm nó tán loạn luôn, cho nó không có không thể nào mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được nữa. Thì lúc đó người đó có thể sử dụng niệm Phật. Sử dụng niệm Phật cũng là một cách thiền định, nhưng mà không cần phải định vào trong các cái tầng định, vì định vào các tầng định nó rất dễ bị kẹt vào trong đó, mà chỉ cần niệm Phật để cho tâm mình đủ yên lại là được. Đủ yên lại để mình bình tĩnh lại thì mình lấy lại được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được. Hoặc là nếu mà cái tâm mình sân nhiều thì mình có thể là niệm tâm từ một lát để cho nó qua cái sân đó đi, thì sau đó mình lại trở về lại tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì được. Hoặc là mình nhiều cái tham ái trong vật thực, tham ái trong thể xác, thì mình có thể là niệm cái trong cái lúc mà bị chi phối đó mình niệm cái bất tịnh để cho nó qua cái cơn đó, xong rồi mình trở lại cái khi mà cái tâm mình nó tương đối là yên ấy, thì lúc đó mình dễ dàng trở về tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hơn. Cho đến một cái lúc mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của người đó nó đã cao rồi á, thì lúc đó dù là tâm có loạn thì thấy tâm loạn thôi, chứ không sao hết. Ăn thua là bởi vì cái chính yếu là cái thấy. Bởi vì nhiều khi chính nhờ cái loạn đó đó mà cái thấy nó càng tinh vi hơn. Cũng như bây giờ giả sử như một người mà đưa cho mình một cái gì mà để yên á, thì mình thấy quá dễ, phải không? Rồi bây giờ người đó mới cứ đưa qua mình này cái, đưa qua bên kia một cái, đưa lên đưa xuống đưa lung tung hết á, thì lúc đó cái thấy của mình nó mới là bén nhạy,
phải không? Đó, thì cái thấy của cái trong Vipassana cũng vậy. Thực ra trong Vipassana này không sợ tâm loạn, mà sợ tâm không đủ sáng suốt bình tĩnh để thấy cái tâm loạn đó. À, đại khái là vậy. Còn có một nửa cái nữa là thường thường cái người hành là hay mong cầu. Cái người hành cứ hay mong cầu, cứ bị rơi vào cái mong cầu, tức là không thể nào mà trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là được, mà nó thế nào cũng hành là cũng ấn ấn đằng sau là hành sao cho mau đắc gì đó. Thì người đó nên niệm sự chết, niệm sự chết để cho mình có thể là lát nữa mình chết thì bây giờ mình tròn vẹn thôi, chứ bây giờ mình mong cầu ngày mai làm gì. Cho nên lúc đó đó người đó là niệm sự chết. Thì cái niệm sự chết này, niệm tâm từ này, niệm bất tình này và niệm Phật đều là những pháp thiền định mà trợ giúp cho thiền tuệ, mà không bị trở ngại. À, còn nếu mà mình đi thiền định hẳn đi đó, thì coi chừng là định tốt rồi một cái đó, thì lúc đó là nó lại trở ngại cho thiền tuệ. Và đôi lúc đó, là người ta phải trải qua một thời gian để hóa giải cái thiền định đó đi. Mà cái này người nào mà có kinh nghiệm về điều này đó, thì thấy rất rõ. Tức là nếu mà không hóa giải được cái thiền định đó đi đó, thì không thể nào hành thiền tuệ được. Bởi vì cái tâm nó cứ bị dính đó. À, cái tâm nó bị dính. Thí dụ bây giờ thầy lấy một ví dụ một chuyện ngoài đời bình thường thôi. Giả sử như hai vợ chồng cãi nhau bất ổn, nhưng mà người nhà vợ là có hành thiền định, cho nên bây giờ ông nói gì mà kệ ông, tâm mình định là được rồi. Nhưng như vậy thì làm sao giải quyết được vấn đề gì, phải không? Lẽ ra là phải lắng nghe ông nói gì, phải hiểu ông nói đúng hay sai hay là sao. Thì lẽ ra mình phải thấy ra tâm mình lúc đó là như thế nào, thấy ra tâm của chồng mình lúc đó như thế nào thì mới là giải quyết vấn đề được chứ, phải không? Thì cái đó nó là thuộc về trí tuệ. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra tâm mình nó cứ định thôi thì là không giải quyết được. Mà cái tuệ đó, cái tuệ mà thấy pháp á, tuệ mà thấy trực tánh pháp á, nó cực kỳ bén nhạy. Mà nó chỉ cần là trù lại một cái đó là hỏng. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là trong khi hành thiền tuệ đó thì không được tham ưu, không được dính mắc hay là bám víu bất kỳ điều gì. Đó. Trong đó có cả thiền định. Tức là nếu mình tham ưu, mình mà bị nương tựa hay là mình bám víu vào thiền định đó, thì đó là một trở ngại cho thiền tuệ rất lớn. Xả thô lần hai. Trong cái đi kinh hành đó, mà mình thường thường mình đi kinh hành theo cái cách của Ngài Upadita hay là của Ngài Mahasi đó, thì nó hơi nặng về thiền định. Nó hơi nặng về thiền định. Tại vì trong đó nó vẫn sử dụng những cái như hồi nãy thầy nói đó là tích cực miên mật này, rồi tìm kiếm đối tượng này, rồi mình theo dõi đối tượng này, ghi nhận đối tượng này. Cho nên vì những cái mà cái yếu tố đó đó mà nó lạc qua cái nó dễ lạc qua cái thiền định. Vì vậy mà những người hành mà một cách tinh tấn cái đi kinh hành mà theo kiểu của Ngài Upandita hay của Ngài Mahasi đó, thì những người đó là rất dễ thấy những cái trạng thái thiền định. Ví dụ như trong khi đi kinh hành có thể thấy ánh sáng, trong khi đi kinh hành có thể thấy hỷ lạc rồi chẳng hạn. Nhưng mà những cái trạng thái đó chứng tỏ rằng là đó là những trạng thái của thiền định. Chính hồi xưa đó, khi mà thầy hành theo pháp của Ngài Mahasi đó, và cái thời đó là đi rất chậm, theo dõi cái bước chân từng cái cử động một rất là chậm. Và vì vậy cho nên đó, là khi đang hành trong chánh điện như vậy đó, thì đúng là nó cũng phát ánh sáng, nó cũng hỷ lạc được rất nhiều. Nhưng mà khi như vậy đó, tại vì mình có học pháp học, cho nên khi mình thấy những cái đó đó thì thầy mới nói rằng là
Như vậy đây là thiền định chứ đâu phải là thiền tuệ. Bởi vì khi mà mình, bởi vì khi mình, tại sao mà thiền định nó trở ngại? Bởi vì khi mình thấy cái ánh sáng hay là mình có vị lạc như vậy á, là cái tâm mình nó bị dính liền. Nó không phải dính, là mình chưa nói đến cái chuyện là mình tham đắm trong đó, mà cái tâm lúc đó đó nó tự động là nó sẽ dính vào đó. Cho nên làm cho cái tâm của mình đó, nó mất đi cái thực tại đang là, tức là cái sát na mà diễn biến trong hiện tại đó. Tức là cái tại đây và bây giờ đó, nó sẽ mất cái đó. Vì vậy cho nên đó, thì cũng có một cái duyên là do một cái sự kiện mà thầy đang đi kinh hành theo cái kiểu của ngài Mahasi đó, đó. Thì nó có thể nói là kết quả rất nhanh và rất tốt, nhưng mà may một điều là thầy nhận ra đó, thứ nhất là thầy nhận ra đó là thiền định, cái trạng thái đó vẫn thiền định chứ chưa phải là thiền tuệ. Cái thứ hai đó là có một cái lúc vì đang hành chậm như vậy, nhưng mà có cái việc khẩn cấp thành nó phải chạy đi cho gấp, thì trong lúc chạy đó thầy lại phát hiện ra một điều, thì ra là trong cái lúc mà mình cố ý để mà theo dõi, để mà cố gắng giữ như vậy đó, thì nó không bằng là khi mình chạy một cách tự nhiên, thì cái thấy biết của mình nó thấy rất là rõ đối tượng. Cho nên thầy mới phân biệt ra được rằng là cái thiền định với thiền tuệ nó khác nhau thế nào. Cái chánh niệm tỉnh giác mà đúng thiền tuệ thì nó khác với cái chánh niệm tỉnh giác mà khi mình dùng để sử dụng trong các cái đối tượng mà mình cũng cho là thiền tuệ, nhưng mà thực ra nó lại phát sinh ra những cái trạng thái thiền định. Thì cái này đó là cái hành giả là phải rất vi tế để mà phân biệt ra cái điều đó. Chẳng thôi hệ mình thấy đắc cái gì cái là mình thấy thích rồi thì nó mình cứ cho rằng mình đã hành tốt rồi, hành đúng rồi. Nhưng nhiều khi đó chính cái tốt đó, đó nó lại là trở ngại. Mình phải thấy rõ điều đó. Vì vậy cho nên đó, là bây giờ cứ thử đi. Cứ thử là thấy liền à. Giả sử bây giờ mình đang cố gắng đi theo kiểu là phải dỡ bước đạp từng đi từng tí vậy đó. Thì cái tâm đó mình thấy là ổn định. Nhưng mà đôi lúc đó, mình lại thấy nó giống như bị bó buộc đó. Nhưng bây giờ mình cứ thư giãn buông xả tự nhiên đi. Mình cứ đi rất tự nhiên, cũng đừng đi quá nhanh, cũng đừng đi quá chậm, nó cứ đi bình thường thôi. Và mình cảm giác toàn thân, tức là mình cảm nhận cái toàn thân đang đi, chứ không phải là chỉ bước chân hay bất kỳ một chỗ nào. Cho nên ở đây đó, trong cái thiền đó, Đức Phật Ngài nói rất rõ là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, mà chỉ thấy pháp như nó đang là thôi, thì mới là thiền tuệ. Còn nếu mình nắm giữ tướng chung hay nắm giữ tướng riêng đó, chẳng hạn như khi nắm giữ tướng riêng như thử là mình đi mà mình từng bước như vậy đó, thì nó sẽ là, nó cũng có kết quả, nhưng mà kết quả đó là kết quả thiền định. Thì cho nên đó, sau này đó, thầy mới là có hai cách. Tức là một cách khi mình đi tự nhiên thoải mái, tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng và đi tự nhiên, thì cái thấy nó rất là rõ. Và cái thấy đó chính là cái thấy một cách toàn diện. Thì cái thấy này đó là cái thấy, chính là cái thấy của thiền tuệ. Còn khi mà mình bắt đầu mà cái tâm mình mà mình muốn cho nó yên á, mình mới đi chậm lại để theo dõi từng cái đó, thì để mình nó yên. Thì lúc đó mình có thể sử dụng qua thiền định một chút để cho, tức là trong đó có hai pháp. Một pháp là mình sử dụng để đối trị, tức là khi tâm mình không yên cho nên mình đi chậm lại thật chậm, mình theo dõi thật kỹ để mà cho tâm nó yên. Đó là pháp đối trị. Còn khi mà mình chỉ thấy thôi, tức là tâm yên thì thấy yên, tâm không yên thì thấy không yên, mà lúc đó như thế nào thì mình phản ánh hoàn toàn trung thực, thì lúc đó chính là cái tâm thực hành thiền tuệ. Rồi bây giờ là hết giờ, bởi vì bên chùa đó cũng có bên chùa cũng có hành thiền bên đó, cho nên bây giờ đến giờ thầy phải đi về, và hẹn lần sau có dịp thì chúng ta sẽ gặp lại để chia sẻ pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.